Yine. Hı? Hai vợ chồng em ở trên Tân Quang à? Vâng ạ. Ở chỗ nào ấy? Em sang Huế Tân Quang. Sang Huế. Vâng. Mình đang là có cây gì? Em có cây này. Cây này. Nhưng mà em làm vườn, em làm tận sữa đậu cơ. Bây giờ về đây để học hỏi các anh Nhúc đây để xem làm kiểu gì. Cũng làm mấy năm nay rồi nhưng mà quả nghe to lắm. Một quả của em phải đánh 4 quả này. Anh Nhúc ơi, bí quyết gì mà của anh mấy cây đến giờ phút này nó bền mà nó lại sai thế này? Cái cây này nói thật là cây này anh cũng chẳng bón phân hóa học đâu. Đấy. Đây con đây, bí quyết là hỏi cái tay áo xanh này. Thì Super Grow đã. Đấy, mơ loại của tưới xong. Đấy, tức là phân Super Grow là phân hữu cơ. Hữu cơ. Đấy ông bảo là ông bảo anh cứ tưới đi, ông xui mình cứ tưới. Đây, giờ giới thiệu đây là giám đốc Super Grow đây. Gặp đúng chỗ đấy. Giám đốc thì xem sản phẩm năm có giảm giá không? Căng lắm, cao lắm. Cao thì bây giờ lại nói từ cao. Anh Nhu ơi, cây này có đến 2 tạ? Không, cây này chắc độ không biết nhiều. Quá nhỏ nó cũng được cả cân nhưng mà sai sai. Cây dữ táo này. Sai táo. Sai một tạ có nghĩa là cây này của anh này đang dự kiến là 50 là không bán. Phải 60. Không, cái này 60 phải từ từ. 60 phải từ từ. Một tạ là 6 triệu. 6 triệu cái này. Thế anh thấy đắt hay rẻ? Ví dụ dùng chung mơ gâu vào đây đắt hay rẻ? Anh bón đến giờ phút này. Thế thì lo gì phân đắt? Rẻ. Anh lúc tính tiền cho em đến một cây bây giờ 2 năm anh chăm bón thì tất cả loại phân vào một cây này bây giờ hết khoảng bao tiền? Cái này vào thì nói ra thì được ông tội nó chứ bán nó bao tiền không? Đắt nhưng mà nó sát ra miếng. Qua xu áng áng này. Chứ sản phẩm của Mỹ thì không thể chê được rồi. Cái này gì quá? Nên mình có chấp nhận để dùng được không? Cô Loan mượn. Dùng nó đạt như này thì chả ai không ai không có. Cô Loan. Đúng rồi. Đắt hay rẻ đang nói từ đắt hay rẻ nó nằm ở tâm lý người dân mình. Tâm lý người dân mình. Tâm máu nó quen rồi. Đúng rồi. Có chơi rẻ quen không? Đúng rồi. Chưa vào, bây giờ ông này ông đang 50 này, ông 60 thì ông lại không nghĩ cái chuyện đấy là đắt hay rẻ nữa phải không? Nên lúc tưới là cứ nghĩ là vay là nó đắt. Mà đấy này, để nó được sai như thế này. Anh rằng là kỹ thuật thì nó có rất nhiều vấn đề. Thế nhưng mà về cái chăm bón cây nó khỏe. Mà để được cái bộ lá như này mà người ta xử lý được cái cây nó đỗ được quả đến giờ phút này. Đấy mới là câu chuyện. Đúng không ạ? Thế rồi phải học hỏi kinh nghiệm của anh ấy. Phân là một vấn đề nhưng mà nhiều yếu tố. Đây nói thật với lại các lãnh đạo với lại các em chứ nếu mà làm cây cam đường thì mọi người cứ đánh giá cao về nó thôi chứ chính thức ra mà nói là mình cái cây này nó rất dễ nhưng mình không hiểu nó thôi, dễ lắm. Tôi thấy là làm cây này là dễ. Quan trọng là thời điểm nó rất nhạy cảm, thế nhưng mà mình chỉ cần nắm được cái thời điểm nhạy cảm của nó cái là mình có thể mình làm chủ nó luôn. Thế như tới nay giờ làm thì cái cây cam này tôi khẳng định là đến ngày nào ra hoa là tôi biết là ngày nó cho ra hoa. Còn tôi biết là cái, ví dụ như là nó ở trong cái kẽ lá này nhưng mà mình biết là nó ở trong kẽ lá này, mình biết là nó ở đây nó không phải là hoa đâu mà nó chỉ có một tí hoa thôi. Thì mình sẽ ghi nó lại, không cho ra. Thì nó đến cái ngày đấy nó tự có nằm hoa thôi mà. Nó cứ tự phân hóa dần dần, nó kiểu như con người ấy. Như một cái cây này bây giờ anh tính toán là anh đầu tư 2 năm vừa rồi hết bao tiền cho một cây? Thật sự anh nói các bác thông cảm chứ vườn cam này. Nếu nói đầu tư ra các anh nói rằng người ta mắng nó chi phí quá thấp. Vâng, nó rơi vào cả những cái lang bang ăn theo này, tôi tính là đến khi mà cả công nữa thì cũng không vượt quá 130 triệu. Là 700 cây và 700 cây và cứng 700 cây. 130 triệu, 700 cây thì như thế thì cứ cho 1.000 cây đi thì có nghĩa là 130.000 cây à? Thế thôi à? 130.000 cả phân thuốc. Cả phân thuốc rồi là cả thằng ăn theo. Còn những cây mà bắt quả đến những cây to như này mà. Cây này thì nếu mà những cây đằng sau em ngồi kia, những cây đấy nó phải 2 tạ quả đấy. Xung quanh khoảng 100.000 thôi. 300.000 một cây. Không biết là mọi người làm thế nào thì mình chưa hiểu. Chứ khẳng định cam này nếu như mà cứ đà này thì giá 50.000 thì chắc là dễ bán. Đúng rồi. Nhiều thì chắc là chưa dám nói. Nó đỏ này. Anh ơi, những quả này nó chín rồi, nó đỏ này. Đỏ mà chín, nó chín đẹp lắm. Tươi rực. Nhìn nó chín đẹp. Cái này thì bao giờ cắt rồi anh? Cái này bây giờ có thể cắt được rồi. Nhưng mà tớ làm cam thì thường thường người ta bán Tết. À thế ạ.
Nhưng mà chín thế này vẫn để đến Tết á? Ừ, đến riêng luôn. Chú lúc nào anh biếu chú thì đấy mới là quả cam chín. Còn bây giờ không phải quả cam chín đâu. Quả này cây nó chỉ thị, tức là cái dinh dưỡng của nó rất đủ đâu. Những cái cây này lá nó mỡ. Nói thật với lại mọi người chứ, ở trong cái vườn cỏ của nó mọc cũng theo quy trình đúng không? Đúng rồi. Nó không mọc vớ vẩn, nó không ra loại quả lằng nhằng. Anh như ở trên quả... trên sân động chỗ đấy nó là em là Tuấn Đạo, xã Tuấn Đạo. À. Em người ở Lục Ngạn này như mình thôi, nhưng mà thầu đất trên đấy. Thầu ít khoảng 1 hát ở trên đấy mà như là cái tại sao mà nói với chú, trên đấy tại thì sao mà rất nhiều đất nhiều nó lại đậu đấy, cái cam trồng được lâu chưa anh? Cái độ dinh dưỡng của nó phải cực kỳ cân đối. Đúng rồi, nó phải cân đối lắm nó mới đậu rồi ạ. Mình cũng chẳng phải thay bà gì đâu, nhưng mà mình cứ nghĩ lúc nay là nó phải cực, nó đủ dinh dưỡng lắm nó mới đậu. Mình một quả thế, còn như cái quả mà nó đều như này ấy, nó mà đều như này thì là do mình làm hoa. À, cái hoa đây đấy. Đấy, em xem cái hoa của nó từ đây lên là nó một loại này. Tức là nó ra một lần, một lứa. Một lứa luôn. Chứ không có phải là nó hôm nay vừa ra một cái, mai lại ra cái. Đúng rồi, đây nó cứ ra một lứa từ chỗ chân này. Nó kéo lên đây. Nó ra nó cả đầu cành, những cái đầu này là không phi một cái nào luôn. Không, ở hết mà. Đấy, ra nó ở hết luôn đây. Tức là đây là để có được cái cam chùm như thế này thì nó phải ít nhất là trăm là phải 2 năm. Đấy, 2 năm thì mới bắt quả thì nó sẽ ra cam chùm. Nó ra trong cái bới ra trong quả. Hai bụi này cá kiếp. Lắm. Alo. Rồi. Rất đẹp.